20 triệu mua điện thoại gì vậy anh Dương? Em đang phân vân iPhone 14 với Galaxy S23. Anh so sánh chi tiết giúp em với. Anh đừng tư vấn thêm OnePlus 11 nhé. Vì tầm giá này, em không ưu tiên mua điện thoại Trung Quốc. Rồi, một câu hỏi rất là thú vị đến từ bạn Khoa Trần. Và mình thấy là với một cái tầm giá cao ấy, thì đúng là nhiều bạn, các bạn lại không ưu tiên mua điện thoại Trung Quốc thật. Mặc dù nhá, OnePlus 11 là một cái chiếc điện thoại rất tốt. Và nếu mà để mình lựa chọn về cái giá trị sử dụng ấy, thì khéo ghi mình thấy là cái OnePlus 11 ấy, nó mang lại nhiều giá trị sử dụng hơn là iPhone 14 đấy. Nhưng mà thôi, cái OnePlus 11 ấy thì mình sẽ nói ở trong một cái video sau. Bởi vì là có một bạn ấy cũng hỏi một cái câu hỏi nó tương tự như là cái câu hỏi này, nhưng mà lại có thêm OnePlus 11. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung chính vào cái phân vân của bạn Khoa Trần, đó là giữa iPhone 14 với cả Galaxy S23, và trong tầm giá 20 triệu chúng ta sẽ mua sản nào trong hai sản này. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube Dương Dê. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với từng phần một cái đã. Phần hộp phụ kiện thì cả hai sản có cũng như không, nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này. Chúng ta sẽ nói về cái phần thiết kế thì sao. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người nhé. Thế tuy nhiên là với mắt của mình thì mình thích cái kiểu thiết kế của Galaxy S23 hơn. Cái thứ nhất đấy là mình không thích cái thiết kế cái camera đặt chéo ở mặt lưng của iPhone 14. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái iPhone 14, cái mặt trước của nó bị cái phần tai thỏ nó chiếm dụng diện tích khá là nhiều. Đấy, nên là mình thích cái kiểu màn hình đục lỗ kiểu như của Galaxy S23 hơn. Nên là về phần thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Samsung Galaxy S23. Đấy. Còn về cái cảm giác cầm nắm ấy, thì cả hai sản này đều cho một cái cảm giác cầm nắm tương đối tốt. Nhưng mà cảm giác cầm nắm tốt hơn ấy, sẽ ở trên Galaxy S23. Bởi vì là cái phần khung viền của nó thì nó không quá vắt cạnh, không quá phẳng như là iPhone 14. Cũng như là cái màn hình của nó, mặc dù nó không phải là màn hình cong, nhưng mà ít nhất cái màn hình nó không phải là phẳng lì như là iPhone 14. Nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm vuốt chạm từ mép màn hình vào. Nó sẽ đỡ bị gọi là gợn tay hơn so với cả iPhone 14. Đấy, vậy nên là về phần thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Galaxy S23 nha các bạn nhé. Bây giờ thêm những cái chi tiết nho nhỏ nữa, ví dụ như là Galaxy S23 sẽ nhẹ hơn một chút xíu và nó cũng mỏng hơn một chút xíu so với cả iPhone 14. Mặc dù iPhone 14 nó đã rất mỏng nhẹ rồi, nhưng mà S23 nó còn mỏng nhẹ hơn cơ. Ok, chúng ta sẽ nói tiếp về phần màn hình thì sao. Màn hình ý, thì chính ra là về cái độ chi tiết nhé, là iPhone 14 sẽ có độ chi tiết cao hơn đấy. Nếu bạn để ý nhé, thì cái Galaxy S23 ấy, độ phân giải của nó là Full HD cộng, nghĩa là 1080p. Các bạn thấy đúng không ạ? Nhưng mà cái màn hình của iPhone 14 ấy, là nó cao hơn là Full HD cộng đấy nhé. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng là nó là Full HD cộng, nhưng thực chất nó là 1170p đấy. Nên là cùng với cái kích thước màn hình là 6.1 inch, nhưng cái độ chi tiết ở trên iPhone 14 nó cao hơn khoảng 10% so với cả S23. Nó là khoảng 460 ppi so với cả 425 ppi ở trên Galaxy S23. Nên là về độ chi tiết thì mình đánh giá là iPhone 14 cao hơn. Về cái màu sắc ấy, thì mình thấy là cái màu sắc ở trên iPhone 14 thì nó cũng không bị rực như là trên Galaxy S23. Nhưng Galaxy S23 thì nó sẽ được cái là nó sẽ có độ sáng cao hơn này. Nó sẽ có tần số quét cao hơn, giúp cho chúng ta vuốt chạm ở bên ngoài màn hình. Nó sẽ có cái cảm giác nó mượt mà hơn. Nên là nếu mà bạn nào mà thiên hướng về cái kiểu là nịnh màu và xem phim nhiều thì chúng ta sẽ lựa chọn Galaxy S23. Còn nếu mà thiên hướng theo kiểu là màu sắc chân thực để mà chỉnh sửa ảnh cái thứ thì sẽ là iPhone 14 nhá. Rồi, nhưng mà nói gì nói, với cái tầm giá này chúng ta có quyền được hỏi màn hình tần số quét phải cao. Nên là nếu mà cá nhân mình thì mình thích cái kiểu của Galaxy S23 hơn. Tiếp tục nữa nào, về phần hiệu năng thì sao. Galaxy S23 chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2. Tuy nhiên là mặc dù đã được tối ưu tốt hơn rất nhiều so với con chip Snapdragon 8 Gen 1 rồi, nhưng mà thực tế trải nghiệm để mà chơi game nhé, thì mình đánh giá là so với cả Apple A15 thậm chí nó còn chỉ ngang bằng thôi. Thực sự đấy. Đấy, chứ còn bảo là bây giờ anh em so với Apple A16 thì mình nghĩ là chắc là không bằng được. Nhưng mà so với Apple A15 của iPhone 14 thì nó chỉ ngang bằng thôi. Bởi vì các bạn hãy chú ý là A15 của iPhone 14 ý, là nó sử dụng cái A15 của iPhone 13 Pro Max, chứ không phải là A15 của iPhone 13 đâu. Đấy, và thêm một cái điểm nữa đấy là với cái RAM 6GB của iPhone 14 ấy thì nó cũng sẽ đa nhiệm tốt hơn là cái bản tối thiểu là cái bản RAM 8GB của Galaxy S23. Nên là về hiệu năng, nếu mà bạn thích những cái trải nghiệm theo kiểu là chơi game ấy thì mình nghĩ là iPhone 14 vẫn nhỉnh hơn đấy. Đấy. Nhưng mà còn về trải nghiệm thông thường thì cả hai thỏi này đều rất mượt mà nhá. Còn về bộ nhớ trong thì nghe nói thôi, với cùng một cái tầm giá thì sau khi đã trừ đi hết quà, chúng ta mua tại Cellnet đã được cái phiên bản S23 bộ nhớ trong 256GB rồi.
thì đấy cũng là cái điểm mà mình đánh giá làm nó nhỉnh hơn về mặt bộ nhớ sau so với iPhone 14. Đấy thì các bạn cũng cần phải để ý cái điều này. Chúng ta sẽ nói về phần camera thì sao. Các bạn sẽ xem lại cái video mà mình so sánh rất là kỹ cái camera, thực ra là admin Kha so sánh ấy, camera của iPhone 14 Plus với cả camera của S23 Plus thì hai sản này nó giống hệt như vậy. Đấy, các bạn hình dung không ạ? iPhone 14 camera giống hệt iPhone 14 Plus và Galaxy S23 camera gần như là giống hệt với cả S23 Plus. Đấy, nên là có thể coi như là như nhau. Và nếu mà như thế thì rõ ràng là năm nay camera tốt hơn sẽ thuộc về Samsung Galaxy S23. Nó sẽ tốt hơn ở trong nhiều cái trường hợp hơn. Và đặc biệt nữa là nó lại còn có cả cái camera tele, cái điều mà iPhone 14 không có. Đấy. Còn iPhone 14 thì nó sẽ vẫn thiên hướng về quay video với chống rung các thứ. Còn về pin ý, thì iPhone 14 sẽ nhỉnh hơn. Mặc dù năm nay Galaxy S23 đã được cải tiến hơn khoảng 200 mAh so với cả S22 và cái dung lượng pin của nó lớn hơn iPhone 14. Nhưng mà iPhone 14 ấy, nó chạy iOS và iOS thì nó chỉ có mỗi iPhone là sử dụng thôi và nó tập trung, nó tối ưu cho hệ điều hành của nó rất là tốt. Nên là pin của iPhone 14 nhỉnh hơn Galaxy S23 đấy nhá. Còn về các yếu tố khác thì loang ngoài là loa kép hai sở đều có, kháng nước kháng bụi cả hai sở đều có luôn. Mặc dù là về công bố của nhà sản xuất ấy, thì iPhone 14 kháng nước kháng bụi tốt hơn ấy, đấy là ngâm ở trong độ sâu 6m trong vòng 30 phút, còn S23 chỉ là 1,5m trong vòng 30 phút thôi. Nhưng cái đó là công bố nhà sản xuất chứ mình không mang đi test là mình không đánh giá cái phần này. Đấy, còn hai SIM vật lý thì S23 sẽ có vân tay bên trong màn hình hay làm nhận diện khuôn mặt Face ID 3D thì anh em thích cái nào thì anh em lựa chọn cái đó thôi. Đấy, sóng sánh nghe gọi điện xem với nhau. Loa ngoài là loa kép thì mình đã nói rồi. Đấy, đại loại là hai cái sản này mình thấy là nó rất là tương đồng, mỗi một sản phẩm thì nó đều có một cái lợi thế riêng. Tuy nhiên, để lựa chọn cái sản nào trong hai sản này thì mình thấy là nếu mà các bạn muốn có được một cái sự lựa chọn nó an toàn hơn ấy, theo kiểu là giữ giá hơn cái thứ ấy, thì nên lựa chọn iPhone 14. Bởi vì các bạn hãy chú ý nhá, đã từng có thời điểm Galaxy S22 Ultra giảm giá ngang bằng với cả một chiếc iPhone 13 thì không có lý do gì đến một ngày xấu trời nào đó Galaxy S23 Ultra giảm giá còn bằng iPhone 14. Các bạn sẽ xem một cái video mà mình lên về việc mà S23 Ultra lúc đầu định hình cùng phân khúc với cả iPhone 14 Pro Max nhưng mà giá bán lại chỉ ngang với iPhone 14 Pro. Thế sau nó bây giờ nó lại giảm giá xuống chỉ ngang với iPhone 14 Plus thôi và không có lý do gì đến một ngày đẹp trời nào đó nó giảm giá chỉ bằng iPhone 14. Thậm chí là với cùng một tầm tiền bỏ ra chúng ta sẽ mua được S23 Ultra chứ không phải S23. Đấy. Còn tất nhiên nếu mà bây giờ bạn muốn mua trước cũng được, ok đồng ý, thì bạn có thể mua Galaxy S23 bởi vì là cái trải nghiệm thực tế hai sản này mình đánh giá là mỗi sản phẩm nó mạnh theo một kiểu, đúng nào. Nhưng rõ ràng nếu mà chỉ mấy tháng nữa thôi chúng ta có quyền được lựa chọn những phiên bản tốt hơn thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn chứ, đúng nào. Nếu bạn mua iPhone 14 sau này bạn không thích, bạn bán nó đi để chuyển sang Galaxy S23 thì rất là thoải mái. Nhưng nếu bạn mua Galaxy S23 ấy mà bạn nhỡ may bạn không thích ấy mà bạn muốn bán nó đi là căng đấy. Một là bạn phải lỗ rất nhiều, hai là nếu không lỗ nhiều thì bạn cứ giao đấy thôi, khi đợi mấy tháng chả ai mua đấy, kiểu thế. Mình đã gặp phải cái trường hợp này rồi chứ không phải là không. Nói bạn mình năm ngoái sử dụng cái S23 cái bản nhỏ bởi vì cái nhu cầu người ta ít mà, đấy, bán rẻ hơn cửa hàng tới tận 4 triệu rồi nhưng cuối cùng chả ai mua, nên mình sợ những cái điều này lắm. Đấy thì anh em sẽ lựa chọn sản phẩm nào hơn, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.